Chào mọi người, chúng ta hãy cùng chào đón phim Thái sẽ phát sóng vào tháng 6 này nhé. Ai đã từng xem phim Xăm Xăm Đến Rồi bản Trung thì đã biết nội dung và tình tiết phim thế nào rồi. Thế nhưng những bộ phim mà Thái Lan làm lại thì sẽ không khiến mọi người thất vọng. Xăm Xăm Đến Rồi bản Thái, phim do hai diễn viên chính là Bhut Bhutija và Om Susa. Nội dung phim thuộc thể loại drama lãng mạn tình cảm. Xăm Xăm Đến Rồi dựa trên cuốn tiểu thuyết của Gu Man, kể về chuyện tình của chàng bốt lạnh lùng và nữ nhân viên có trái tim ấm áp. Từ việc mang ơn nữ nhân viên đã hiến máu cứu em gái mình, hàng ngày cô gái ấy nhận được một bữa trưa đóng gói bổ dưỡng từ người sếp của mình. Dần dần, với trái tim ấm áp và trong sáng của mình, nàng nhân viên nhỏ bé ấy đã dần làm tan chảy trái tim lạnh lùng của bốt đẹp trai. Và đương nhiên, tình yêu lãng mạn sẽ không bao giờ được suôn sẻ mà phải trải qua những thăng trầm cùng nhau. Nếu như Xăm Xăm Đến Rồi bản Trung chỉ xuất hiện một vài trà xanh với những thủ đoạn không mấy gắt gao, thì ở bản Thái nhất định là những trà xanh với những thủ đoạn thật gian xảo. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem phim vào tháng 6 nhé. Lịch phát sóng vào 21:30 thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6.